chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Sống Khỏe. Vừa qua tại lễ trao giải Top 100 sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em năm 2019, các sản phẩm chăm sóc răng miệng dành cho trẻ em OptiFresh Kids và thực phẩm bảo vệ sức khỏe trẻ em Wellness Kids của tập đoàn Oriflame đã được người tiêu dùng bình chọn. Trong đó toàn bộ bàn chải đánh răng được đánh giá cao nhờ sử dụng lông cọ mềm, phù hợp với răng sữa nhạy cảm của trẻ. Còn kem đánh răng lại có hàm lượng floor phù hợp cùng hương dâu dễ chịu, giúp bảo vệ chăm sóc răng miệng tốt cho bé. Đây cũng là các sản phẩm vừa được doanh nghiệp sử dụng trong chương trình bán hàng vào cuối tháng 6 năm 2019, nhằm gây quỹ hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Quỹ Trẻ Em Rồng Xanh, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên giải cứu và giúp đỡ trẻ em đường phố. Trong suốt 16 năm thành lập và phát triển tại Việt Nam, đơn vị đã nghiêm túc thực hiện các cam kết về trách nhiệm xã hội, giúp đỡ cộng đồng và bảo vệ môi trường, song hành với mục tiêu phát triển doanh nghiệp uy tín và bền vững.